Chị hôm qua em đang muộn, em kêu chị đi cho rồi chị không có nhà. Bữa sau qua chị nạn cho. Cho em đi chơi với. Người ta lạ em luôn á, kêu em nói thiệt á cho em đi với. Hiểu hả? Nhìn tấn tấn á. Người ta đi chơi với người yêu mày. Kêu mày im luôn. Con không biết nó bị xô không nữa thật chứ. Mì hồi xưa mình bị ăn méo mỏ không đấy. Thiệt hả? Ừ. Nói là con ảnh hưởng rồi đó. Chứ thấy nó không được bình thường mà. Chứ thấy có ơ mà dọn như nó không? Nó cho hỏi một lần. Bảo lâu. Trâm Anh. Hôm qua mới đang có tin mà mới chụp cái khúc trên không biết khúc dưới mấy cái mạc ấu không biết mà thấy bờ vơ đó, cái em kêu mà không mạc ấu mới chụp hình mi, nó kêu có mạc ấu chứ nghĩ sao mẹ cũng khoe đúng á. Cái váy đen á. Bà có bông mà. Ừ. Bông chắc cái đó. To. Nói chung là người từ đen không dễ được cái bông. Gió nó được mà. À. Cái mặt nó ổn chứ. Bông, cái bông nó nổi bật nhất các bạn. Ừ. Nó không có bụng luôn. Chắc mấy đứa em năm bữa đó chứ ạ. Mang bé em bữa qua khơi trương qua nàng mụn đó. Hồi dụ nó chứ hồi quen nó chi gì đó chứ. Như chi? Quen người bị chọn 8 với 1 chi. Nó nói à? Nhắc đầu nó chắc nó vui. Có ai yêu 10 người? Yêu 10 người vậy chỉ họ yêu lại đi em. Chị yêu đơn phương á. Chia tay á. Có nhiều người trong cuộc đời họ yêu 10 người xong cái tròn làm chồng người thường không? Ừ, có ý đó là người mấy người khác chia tay để nó quen từ bên đó hết kìa. Quen ngán quen từ bên phạm, quen chia tay rồi quen anh khác. Chị như cảm giác như tình yêu đó nha, có thể về với tay quá vậy. Bọn nó con nít mà trời. Sinh năm 2K, tháng 2K chỉ mà 18, 19 tuổi với mấy cái lên nè. Nó hờ cơ, hờ cơ hờ. Ai, con bé Hiền đó hả? Ừ. Hiền bụng trừng mấy cái gì? Mày đồ là có ai cho, chứ mà mua cái bài đồ không á. Ừ. Là tháng sau nghỉ ngày mấy nữa nè? Tháng sau
17 á, mấy đó, gần gần 17 á. 17 âm á. Chị Mi nghỉ trước đi. Tao gần cuối. Đi về chứ. Về chứ. Đào thoáng lên nghỉ đi. Chứ để cứ để về sau lắng cắn người này người kia khó nghĩ luôn. Bên nào mà được nhớ nhỏ hòa luôn. Để cho về bán bữa trắng đi. Lâu lâu đi tiền thôi cho về mấy bữa trắng đi. Kiểu như ra mấy anh em kiểu như có đồ đông nổi kìa. Anh đi làm á, rỉ á. Đồ đông này đồ biển. Đồ biển lâu lâu đi kiểu như lâu lâu có đi đâu á, chứ còn đa số đi làm đồng. Đồ đông là đồ gì? Kiểu như làm đồ đông á, đi bắt mấy con. Đông. Ít đông ít đồ kìa, cá rồi đó. Cái nướng làm chi ăn nó vui. Được thì tao về tao đi đám cưới nữa. Bà Thư hết học rồi hả? Học nói điều chứ thấy chưa? Từ rồi hết học. Chị nghe đúng trước nó nói cũng là hôm qua nó học hết học luôn kìa. Nó học sướng quá rồi biểu. Lo có đủ đâu mà. Chẳng đủ được đây. Điều cũng nấu đi con đi đâu đi. Thì có người phụ đó. Ý là phụ thì có khách thì em nói, chứ không có khách thì Thái cũng đông thôi cũng mệt. Rồi bên nấu bên nào cũng không cần phụ nữa. Đông quá. Đông quá. Ủa? Nên giường bán nó rửa cho chị. Nên giường điện bán rửa mặt cho. Dạ uống đi chị. Là chị không về quê hả? Chị không có về. Khách đi là cho trái cây, cho bưởi. Con bé đó bên Nam Thái nữa. Bé mua kia rồi. Không, có bà mua đi mua ổi tại vì lo rồi đó, nhớ không? Bé đó đó, đó. Bự với ẩu là nó hết á. Mà bây giờ biểu nhớ mẹ cũng chịu chết không nhớ. Hôm nào xuống lò mình cũng chẳng nhớ nè. Em chưa hả? Rửa đi chạy cái rửa trước đi. Còn vài cái nữa. Không biết hơi có món em chưa coi luôn. Nhiều mà ẵn ẵn có trốn chưa hết nè.